Ngọc Châu gây nháo nhào vì rớt hạng phút 89, Miss Universe gấp rút làm một việc vì sợ phốt. Liên tục được các chuyên trang sắc đẹp đánh giá cao, thế nhưng Ngọc Châu mới đây bất ngờ bị ghi tên vào top 11 Miss Universe 2022, khiến nhiều fan nháo nhào. Với vị trí này, có vẻ đại diện Việt Nam đang bị tụt hạng nghiêm trọng. Chỉ còn một tháng nữa, Tân Hoa hậu Hoàng Vũ 2022 sẽ chính thức lộ diện. Các cô gái đã và đang rục rịch khăn gói hành lý để khởi hành sang Mỹ, chinh phục vương miện cao quý. Ngay lúc này, mặc dù ban tổ chức vẫn chưa chốt sổ danh sách thí sinh tham dự, nhưng khán giả cũng như các chuyên gia đã có sự nhìn nhận đánh giá cho những cái tên có khả năng rất cao bước lên ngôi vị nữ hoàng tại mùa giải năm nay. Mới đây, theo một bảng xếp hạng sắc đẹp vừa được tung ra, 5 cô gái được ấn định vào top 5 ứng xử, bao gồm các đại diện Venezuela, Philippines, Colombia, Brazil, Thái Lan. Không cần nhìn profile hay nhan sắc của họ như thế nào, nhưng fan đã thật sự rét nóng với 5 giải sát mạnh như hổ chiến này. Điều fan Việt thật sự băn khoăn chính là Ngọc Châu không phải là sự lựa chọn ở bảng xếp hạng phong thần này. Thậm chí, top 10 cũng không có Ngọc Châu. Theo đó, đại diện Việt Nam an toàn ở thứ hạng 11. Trước đó, sau khi training từ Philippines trở về Việt Nam, Ngọc Châu đã liên tục thu hút được nhiều sự chú ý, không chỉ từ fan trong nước mà còn có fan sắc đẹp và các chuyên trang quốc tế. Đặc biệt, Miss Sociology, Miss Subdesk, những chuyên trang sắc đẹp lớn trên thế giới còn không dưới một lần thể hiện sự quan tâm với Ngọc Châu. Tháng 8 năm 2022, fanpage của Miss Sociology đăng tải clip quay cận cảnh nhan sắc của Ngọc Châu với dòng chú thích Easy The One, Miss Universe Việt Nam 2022 Ngọc Châu. Ý nói Ngọc Châu liệu có phải là người giành vương miện Miss Universe? Bài đăng cũng thu hút nhiều bình luận của fan sắc đẹp quốc tế. Tiếp đó, trong bản dự đoán của Miss Sociology vào tháng 10 năm 2022, Ngọc Châu cũng được chuyên trang này nhận định nằm trong top 10. Tháng 11 năm 2022, Ngọc Châu bắt đầu khóa huấn luyện của mình ở Philippines. Khi nàng hậu chia sẻ clip catwalk sau vài buổi học, cô đã nhận được rất nhiều lời khen ngợi. Trong đó, chuyên trang Miss Subdesk đã đăng lại clip của Ngọc Châu và khiến nhiều netizen quốc tế trầm trồ dành cho cô nàng những bình luận tích cực. Cùng thời điểm, Miss Sociology cũng đăng tải đoạn clip catwalk của Ngọc Châu. Đích thân ông chủ của chuyên trang này còn để lại bình luận khen cô làm tốt, ấn tượng và xứng đáng với chiếc vương miện. Sương sương và động thái trên cũng cho thấy Ngọc Châu đang tạo được sức hút ở thị trường nhan sắc quốc tế. Người hâm mộ càng có cơ sở hơn để kỳ vọng về việc nàng hậu sẽ tiến xa tại Miss Universe 2022 sắp tới. Về phía Miss Universe, sau khi trở thành chủ mới, nữ tỷ phú chuyển giới Thái Lan Annie Zakrajutathip đã có nhiều sự thay đổi mới gây tranh cãi. Gần đây, bà Annie khẳng định là người trao vương miện cho Hoa hậu Hoàng Vũ 2022. Bà Annie chia sẻ mong muốn trao vương miện cho tân hoa hậu vào năm đầu tiên nắm quyền điều hành Miss Universe. Như vậy, đồng nghĩa với việc đương kim hoa hậu Hana Sanu không được trao vương miện cho người kế nhiệm. Không ít fan hiện đang ném đá chủ mới Miss Universe và cho rằng tổ chức này đang ghẻ lạnh hoa hậu Hana dù cô chưa kết thúc nhiệm kỳ. Trước phản ứng của khán giả, Miss Universe mới đây đã có hành động ấm lòng hơn khi đăng bài tóm tắt lại những hoạt động nổi bật của nàng hậu trong nhiệm kỳ của cô. Có thể thấy, Hana Sanu đã cống hiến hết mình cho xã hội, cộng đồng. Theo đó, người đẹp Ấn Độ đã đi qua hơn 25 thành phố tại 9 quốc gia trong hơn một năm vừa qua. Nàng hậu trẻ tuổi cũng có hơn 50 buổi diễn thuyết tại nhiều nơi cô đã đến. Và sắc đẹp nhận xét rằng cô đã hoàn thành đúng vai trò của một Miss Universe dưới thời quản lý của IMG. Và trong thời gian qua, Hana Sanu đã hợp tác với 11 tổ chức phi lợi nhuận như Smile Change DDB, Latino Commission on S để tạo ra những dự án giúp đỡ những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Không chỉ có vậy, đương kim Miss Universe cũng có thêm dự án quan tâm đến sức khỏe của phụ nữ. Ngay từ trước khi vừa đăng quang, Hana Sanu đã mắc phải căn bệnh hiếm gặp khiến cô phải uống thuốc liên tục. Do tác dụng phụ của thuốc mà nàng hậu đã bị tăng cân đột ngột, điều này đã khiến cho cô phải nhận về những lời chỉ trích miệt thị trong thời gian dài. Chưa đầy một tháng nữa, đương kim Miss Universe Hana Sanu sẽ trao lại vương miện cho người kế nhiệm sau hơn một năm đương nhiệm. Ngọc Châu hiện đang nhận được rất nhiều kỳ vọng sẽ trở thành đại diện mang về chiếc vương miện danh giá đầu tiên của Miss Universe về Việt Nam. Sau khi đã trải qua 3 tuần training tại Philippines cùng với huấn luyện viên Carlos, người đứng đằng sau thành công của Miss Universe 2018, Catriel Nagray, Ngọc Châu sẽ tiếp tục lên đường sang Mỹ training đợt 2 trước khi chính thức tham chiến tại Miss Universe. Với những gì đang được đầu tư, Ngọc Châu hoàn toàn có khả năng sẽ làm được việc này.